Sáng ngày 2 tháng 8, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk phối hợp các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và ô tô làm 3 người trong một gia đình tử vong ven quốc lộ 26, đoạn qua xã Ea Tu. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, người dân phát hiện một xe máy bị hỏng nặng gần quốc lộ 26, đoạn qua xã Ea Tu nên đến tìm hiểu. Khi đến gần, người dân phát hiện 3 thi thể gồm một trẻ em, một đàn ông và một phụ nữ nên báo công an. Bước đầu, Công an thành phố Buôn Ma Thuột xác định 3 nạn nhân tử vong là người trong một gia đình. Các nạn nhân gồm ông Vũ Văn Hợi, bà Quách Thị Loan và cháu Vũ Văn Kiệt cùng ngụ xã Ea Da, huyện Ea Ka. Cháu Kiệt 13 tuổi là con trai của vợ chồng ông Hợi, bà Loan. Hiện tài xế ô tô liên quan vụ tai nạn đang được cấp cứu tại bệnh viện. Công an đang kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy với người này. Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường cho thấy chiếc xe máy nằm ven đường bị tông hư hỏng nặng phần đầu. Cạnh đó, trong vườn cây ven đường, ô tô bán tải 47C28603 bị vỡ nát phần đầu. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, chiếc xe bán tải có dấu hiệu chạy ngược chiều, tông vào tường rào tại một đám rẫy ven quốc lộ 26. Người thân các nạn nhân cho biết ngày 1 tháng 8, vợ chồng ông Hợi, bà Loan chở theo con trai từ huyện Ea Ka đến chơi ở thành phố Buôn Ma Thuột. Sáng ngày 2 tháng 8, vợ chồng ông Hợi chạy xe máy về nhà thì bị nạn.